Tại sao người giàu lại hay đi chơi? Việc càng ra tiền càng không vất vả. Trong cuộc sống, không khó để chúng ta phát hiện rằng có những người vất vả cả đời cũng không kiếm tiền được là bao. Nhưng ngược lại, nhiều người trông có vẻ rất nhàn hạ, không vất vả, lại kiếm được nhiều tiền hơn rất rất nhiều lần. Rốt cuộc là tại sao vậy? Câu trả lời nằm ở sự khác biệt quan điểm. Người giàu không nghĩ đến việc làm giàu bằng việc chân tay. 1. Không có ai giàu bằng việc lao động chân tay cả. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta chưa từng thấy ai lao động chân tay mà giàu được cả. Nếu không thì tại sao những người nông dân dưới quê quanh năm làm lụng vất vả mà cả đời vẫn nghèo? Lao động chân tay là việc ai cũng có thể làm, cho nên vô cùng dễ bị thay thế. Huống hồ, lao động chân tay là việc chỉ cần lặp đi lặp lại một việc, không cần kỹ thuật hay trình độ gì mấy. Bạn đủ sức là được. Nhưng lao động trí óc thì lại khác. Việc lao động đầu óc có yêu cầu cao hơn, cần tri thức, trình độ, phẩm chất đạo đức, đào tạo qua nhiều năm. Những việc không yêu cầu cao, ai làm cũng được, thì thường không thể mang lại cho bạn một mức thu nhập cao. Những người giàu có với mức thu nhập ngất ngưởng sẽ không chọn kiếm tiền theo cách đó. Trong mắt họ, những việc kiếm ra nhiều tiền nhất lại luôn tốn ít sức lực nhất. Vì vậy, muốn có nhiều tiền, bạn phải học cách kiếm tiền bằng đầu óc. Mà muốn kiếm tiền bằng đầu óc, bạn phải hiểu được ý nghĩa của tiền bạc, biết cách lợi dụng tiền để kiếm thêm tiền. Tiền là công cụ để tăng cao mức sống, phát triển bản thân và cho thấy giá trị của bạn. Người nghèo khác người giàu ở chỗ họ làm việc vì tiền, còn người giàu dùng trí tuệ khiến tiền làm việc cho mình. Đấy là lý do vì sao người giàu thì cứ nhẹ nhàng tạo ra rất nhiều tài phú, còn người nghèo vất vả cả đời cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. 2. Người giàu lười làm việc vặt nhưng chăm suy nghĩ. Một vị tỷ phú từng nói rằng, chăm suy nghĩ là nguồn gốc của tiền tài. Có những lúc, chúng ta cứ luôn ghen tị với những người giàu, làm ít hưởng nhiều. Không chỉ có thể nhẹ nhàng kiếm tiền, mà còn có thể dành thời gian hưởng thụ cuộc sống. Thực ra không phải người giàu làm ít hưởng nhiều, mà chỉ là họ biết cách dồn thời gian, sức lực vào việc quan trọng hơn, suy nghĩ. Còn những người nghèo quanh năm suốt tháng bôn ba vất vả, thực ra lại vô cùng trống rỗng. Họ không biết những việc mình đang làm có ý nghĩa gì và tác dụng gì, lúc nào cũng hoang phí thời gian và sức lực vào việc không đáng. Ví dụ như trưa nay ăn gì, buổi chiều tan làm đi đâu chơi, mai mặc gì ra ngoài, toàn những chuyện vụn vặt đời thường không làm nên giá trị gì. Ngược lại, chính họ lại mắc kẹt trong những chuyện lặt vặt và những suy nghĩ lặt vặt đó, không còn chỗ đâu cho việc làm giàu. 3. Người giàu nạp tri thức vào đầu và từ đó tạo ra tiền tài. Nhà đầu tư, doanh nhân, cựu luật sư bất động sản, nhà thiết kế kiến trúc và nhà từ thiện người Mỹ, đồng thời còn là phó chủ tịch của tập đoàn Berkshire Hathaway. Tập đoàn có doanh thu đứng thứ 9 trên toàn thế giới. Charlie Thomas Munger cả đời luôn kiên trì một việc, ấy là đọc sách. Charlie sẽ đọc sách ở vị trí của mình trước mỗi buổi họp và chỉ hạ cuốn sách xuống khi hội nghị bắt đầu. Không chỉ thế, ông luôn mang bên mình một cuốn sách để có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào. Đấy chính là một trong những nguyên nhân giúp ông có được thành tựu như ngày hôm nay. Ông nói, việc đọc đã nuôi dưỡng tư duy đa dạng cho tôi, khiến tôi tiến bộ mỗi ngày. Thật vậy, đọc sách giúp chúng ta mở mang tầm mắt, cho chúng ta tri thức mới và giúp chúng ta tiến bộ. Thế giới này phát triển mỗi ngày và cũng chỉ có người phát triển song song với đó mới có thể kiếm được nhiều tiền. Thực ra suy cho cùng, không có công việc nào là không cần nỗ lực, không tốn công sức. Nhưng người giàu có vất vả cũng là vất vả về mặt trí óc. Hơn nữa, cũng không phải mệt sống mệt chết để kiếm về dăm ba đồng. Cho nên, chỉ có đọc sách kiếm tiền bằng đầu óc mới có thể theo kịp tốc độ phát triển của thời đại, thực hiện giấc mơ tài phú của mình.